Cái tháng gì hôm nay giá thơm không ít, mình đem hai cái mùng xuống nặng của Mạnh Quân ở Long Xuyên gửi mình cho những gia đình nghèo. Hôm nay đem xuống tặng cho ông Út hai cái mùng. Ngày này cũng khỏe hả ông Út? Rồi khỏe. Dạ. Rồi. Đây. Ý con chưa thấy cái nhà vệ sinh ông chưa xây hả ông Út? Hả? Nhà vệ sinh á? Chưa. Dạ. Chưa bị gì, mình tính làm cái nhà sau. Dạ. Làm cái nhà sau rồi xây nó ở trong cái nhà sau luôn. Dạ. Chứ bây giờ gạch rồi này kia có sẵn hết, mua sẵn hết rồi, sắt có nữa. Dạ. Nhưng mà làm cái nhà vệ sinh rồi đó, thì thợ nó nói là nữa mình làm cái nhà sau, mình xây cái nhà sau đó. Yeah. Nó khó làm lắm. Yeah. Nhưng mà làm vậy nó tốn nhiều nữa. Yeah. Còn nữa mình xây cái nhà sau lên vậy rồi cái nhà vệ sinh với cái nhà tắm nè nằm trong nhà luôn. Vô đây là mình được một vách, hai vách. Mình chỉ có hai vách à. Yeah. Đó. Còn bây giờ làm á thì phải làm bốn vách. Dạ, làm bốn vách. Bốn vách rồi nữa làm nhà sau, làm thêm vách nữa. Dạ. Thì thành ra năm. Với lại nhà, mình làm nói vậy nó không cứng. Như cái nhà vệ sinh đó, yeah. Nhà tắm thì nó thiêu lưu. Yeah. Như vậy là làm vậy nó thiêu lưu, nó cắt ra cái kia rồi. Yeah. Mình thợ nó cũng phải. Yeah. Chứ em con nó đào hết trơn rồi, nó tính đào làm. Yeah. Rồi cái rồi kêu thợ này nè. Yeah. Nó nói như vậy, nó tính vậy đó. Yeah. Nó tính giờ tôi tính cho tiết kiệm cho ông đó là chừng đây là ở tháng nữa ông cắt cái nhà sau. Ông cắt cái nhà sau thì tất nhiên cái nhà vệ sinh chung trong đó. Dạ. Yeah. Đó, làm chung trong đó. Cỡ này đó. Mùa mưa gió tới rồi cắt sớm sớm đi ông Út. Cũng ấy. Dạ. Yeah. Cũng tính cắt sớm sớm. Mà cái chú Kỳ. Dạ. Yeah. Chú Kỳ chú cũng có cho tiền nữa. Dạ. Yeah. Cho tiền đặng mà cắt nè. Chú cũng có nói. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái nhà sau đây năm cùng tháng nạt. Dạ. Yeah. Gần hết năm rồi. Dạ, yeah, cho nên không có làm được. Rồi điều thứ nhất á. Dạ. Bị ông bà chửi cái đó lắm. Với điều thứ nhì á thì năm nay là năm kỵ của thằng Mười nè. Dạ. Kỵ sáng nè. Dạ. Nhất Kim Lâu Thanh. Là nó 45 nè, 1 2 3 4 41 1 2 3 4 41 2 3 4 4 45. Ngày trần nó à. Ông đứng ra ông làm ông Út. Hả? Ông đứng ra ông làm. Không. Tuổi này hết còn làm rồi. Dạ. 92 không, trong sách không có nói nữa. Dạ. Rồi trong sách không có nói 92 mà cắt nhà cái gì hết rồi. Vậy đâu có kỹ gì đâu ông Út. Không có nói. Nghĩ kỹ. Nó ở, cắt nó ở. Nhất Kim Lâu Thần, Nhiệm Lâu Thê, Tam Lâu Tử Tôn, Tứ Lâu Lục Xúc. Dạ. Bị về cái Kim Lâu nó vậy đó. Dạ. Còn các thằng ấp Nhất Kiết, Nhì Nghi, Tam Địa Sát, Tứ Tân Tài, Ngũ Thọ Tử, Lục Văn Ốc. Yeah. Nó cũng trúng nhầm cái Văn Ốc. Yeah. Đó, còn quan năm nó là 46 tuổi là nó cái bên bên sát mạng thì không có sạch rồi ha. Yeah. Mà nó trúng về cái Tấn Tài nữa. Có mấy tháng à? Có mấy tháng nữa. Vậy là quan năm là làm tốt hả ông Út? Dạ. Năm làm tốt. Thôi vậy mình đó. Chờ đi. Bây giờ kể các cái nhà mình nhỏ hơn nó. Dạ. Mình vô ra nó. Dạ. Tôi nói sao là thằng thằng để. Dạ. Nào càng tốt nấy. Dạ. Nhưng mà để coi. Hồi hôm trước nhỏ này nó ở Úc Đại Lợi gì vậy đây nè. Rồi nó có sao mà nó có số điện tôi. Yeah. Nó xin dữ lắm mấy tháng mới được. Rồi nó gặp có số điện nó nói ông Út ơi, con mến mộ ông Út. Nhưng mà ông Út á làm sao á là có thể ông Út quyền biến ở bên mình được không? Nó nói bên nước nhà được không? Là vì quyền biến coi ông nào đó là con gửi mới tiền đó về ông đó đặng ổng làm giùm con, ổng làm phước những người nghèo nghèo làm phước.
mà ông Út nhìn coi là cũng như nói ha, rồi tao tính vô mày, mày thì làm bên đó rồi, tao tính vô mày cái luôn ha, nhưng mà tao bàn với Bình, Bình xuống đây tao bàn với Bình, rồi tao nói cái này đây, cái số tiền nó đưa ít thì không nói gì, đưa nhiều Bình tao biểu Bình làm, Bình nó cũng dám nữa, nó nói thiệt bây giờ nó thiệt với bác đó, nó đưa ít đó, thì cái tâm mình nó không vận động, rồi mình làm nó hoàn thành, sợ nó đi nhiều quá cái tâm của mình đó, nó thay đổi mình không hay được, rồi nó vận động một cái là mang tiếng suốt đời, ngàn năm thiên thu dầu cho mình ngàn năm mình cũng còn cái tiếng đó, thành không dám làm, mình không dám làm, nó nói ít ít thì được mà. Ít biết nhiều ha. Với lại mình cũng chưa có biết người ta đưa nhiêu tiền. Hả? Người ta cũng, mình cũng đâu có biết người ta đưa nhiêu tiền. Đâu có biết đưa nhiêu. Rồi thành ra cái nói thôi bây giờ cháu có lòng tốt như vậy, hướng về Việt Nam như vậy ha, thì thôi bây giờ để thời gian nào. Thì ông Út hỏi đã. Ông Út hỏi có rồi đó, thì con điện qua mà ngặt bên đây mà điện lại nó không được. Ngặt vậy đó. Như thằng Kỳ nè, nó gửi cho bác 5 triệu cho ông ba Ngôi, ông ba gì ở trong hang ta nè. Ông ba Ngôi chú ba có kể trên mạng này nè, chú ba hả? Chú ba Ngôi gì đó. Ông Ngôi hả? Tên Ngôi. Mà sao bển nó có số điện ổng? Chưa có số điện. Chưa có số điện nhưng mà nó coi trên mạng nó biết ổng. Có nhiều người hỏi xin số điện thoại của ông với của chú ba đó. Con cho nhiều người lắm. Mà con không biết mấy người đó ở đâu. Rồi cái gửi về ngay chân tao. Bởi vì tao có cái thằng Bình nó xúi tao dữ lắm. Nó xúi tao vô cái gì? Tài khoản. Hả? Lập cái tài khoản. Vô tài khoản. Đó là tao vô tài khoản rồi. Cái ổng biết cái tài khoản tao nữa. Bởi ổng gửi tiền về cho tao mấy chục đó. Rồi ổng ra bây giờ tôi nhờ ông Út, là ông Út gửi cho cái ông Năm Ngôi gì đó. Ông đó mà tôi không có biết cái số điện của ổng, tôi biết ổng vậy thôi. Nhưng mà ổng cần thới gì đó. Mà cần đăng. Tao cũng không biết ông nào, mình cứ ra tao mới hỏi. Hỏi mình á, ông ba ngồi gì á, ba ngồi ngồi rồi ông ba ngồi là cái tôi mới nói vậy, tôi nói nếu như vậy mà tại sao chú Kỳ này chú ở bên Pháp mà chú biết, ở bên Pháp mà biết rồi cái nói không biết nữa, tại sao không biết vậy nhưng mà không có số điện, xin ai cũng có trơn á, nó không có rồi không cho ông số điện. Thành ra cái số điện của chú như vậy là ổng nói ổng để gửi tiền cho ông kia thì gửi đi. Rồi cái mới có 2 bữa ông điện cho tao nữa, điện cho tao, tao nói vậy, tao nói rồi ông ba Ngôi này tôi biết là ở cách tôi chừng 5 cây số nhưng mà tôi biết ổng rồi. Cái nó biết ổng á thì bây giờ tôi gửi cho ông Út, gửi ông Út 5 triệu cho ổng, 5 triệu cho ổng mua trà mua gì cho ổng uống, tôi cũng mến thương ổng dữ lắm. Cái rồi tao mới nói vậy, tao nói bây giờ nếu như chú mà muốn gửi tiền cho ông Ngôi á thì bây giờ để đợi tôi xin số điện của ông Ngôi, xin được số điện ông Ngôi thì chú bữa 2 bữa chú điện tôi cho chú số điện, ông chú trực tiếp nói với ông Ngôi rồi chú hãy gửi tiền, hãy bắn qua bên tài khoản tôi. Thấy không? Mình cũng sợ đi lầm lộn đi. Cái nói với bình giọt giết về, ổng nó uống cà phê chợ thường thường mà. Bình nói lại xin cái số tài khoản số điện của ổng đem xuống tao, rồi cái mới mấy tiếng cho bển nó điện qua nữa, điện cái tao cho số điện, cho số điện cái bằng mày lại giờ là bắn số tiền 5 triệu vô túi tao rồi đó, vô trong tài khoản tao đó. Rồi sẵn Bình ta nói Bình ơi về đây rồi sao, người không có ở nhà nữa làm sao đi nhận, Bình là tụi ông đi. Rồi nói gì dạ, chở tao dưới. Tao mới rút 5 triệu ra đưa cho ông Bình, mà gì mày đưa ổng tao á. Đưa ổng rồi cái thằng Kỳ với ổng liên lạc được. Rồi nó cũng liên lạc, Kỳ liên lạc lại tao.
Nó nói rồi rồi, ông Ngôi ổng có nhận được rồi, nhận được tiền rồi. Đó, rồi ông Ngôi ổng cũng ấy là tao, ông nói rồi, tôi có nhận được. Bởi vì tao không có đem xác ổng đó. Rồi coi vậy chứ, cái số tiền ta cho dù ít nhiều cũng là quan trọng lắm. Dạ dạ, quý lắm, tại vì số tiền ta làm cũng đổ mồ hôi nước mắt. Ừ, ta mặn cũng chẳng ai. Mà kỳ này nó làm kỹ sư kiến trúc ở bên Pháp. Hai ba anh em làm bên đó không? Học trò nó ở Sài Gòn đông lắm. Nó biểu tính nhà sau đó. Mà mình đâu có biết gì đâu mình tính. Thì nhà sau thì cũng âm cũng xây lên bằng cái này nè, hoặc là thấp hơn chút. Ừ, mà nó điện đó, người nó hỏi 10 cấp cách làm sao, 10 nó cũng xây như cái nhà trước, cấp bằng mà nó không cho. Nó ở bên kỹ sư kiến trúc này bộ cái phong thủy, nó xài phong thủy dữ lắm rồi sao á. Nó nói em phải cất cái nhà sau đó phải thấp hơn nhà trước chừng 2-3 tấc. Hay là không muốn nhiều về 1 tấc cũng được, phải thấp hơn. Phải thấp hơn. Thấp hơn mới được. Còn cái mái mái nhà, cái mái hè đè mái trái, chứ không có để mái trái mà đè mái hè. Đó, tao mới cắt cớ tao hỏi nó. Tao hỏi là ủa, cái mái hè đè mái trái, mái hè đè mái trái là sao? Nó nói nếu như ông cắt cái nhà mái hè đè mái trái chưa ra trà hả, kệ uống đi, thì tất nhiên trong nhà im ấm. Là vì ông nói con nghe. Còn nếu ông mà mái trái mà đè mái hè đó, thằng nhỏ nó bường cho mình lớn rồi. Thì tất nhiên nghĩa là ông nói nó cự ông. Nhiều khi nó không giữ. Cũng như cái nhà lớn phải đè nhà nhỏ mới được. Nhà lớn phải đè cái nhà nhỏ ha. Rồi cái nhà sau phải thấp hơn cái nhà trước. Thấp hơn. Không nhiều giờ mình muốn một tấc hay là năm phân nhiêu cũng được. Nó mình phải có thấp hơn một chút. Mười nói thấp hơn đây rồi ổng đi lụm cụm, ổng dắp dồ, ổng té. Nói vậy thấp hơn nhưng mà mình bằng cái đường cho ổng đi xuống đàng hoàng. Đúng rồi. Mình thấp hơn ít thôi, thấp hơn chừng 5 phân tấc trở lại được rồi. Chừng tấc vậy nè, rồi thở ổng dắp dồ nữa. Mình bằng ngang bự vậy. Đường bằng xuống đường ngay chỗ này, có sao đâu. Thì chắc nữa cũng phải chắc vậy. Bởi vì nó có học mà. Nó bên kỹ sư kiến trúc. Nó lập lăng nhà đồ cho người ta, nó làm là nó cất nhà cho anh ta mà. Nó lãnh mà cất nhà sửa nhà đồ bên Pháp á. Rồi nội ở bên Pháp là cái gì cần là nó làm được, như trường học hay là bệnh viện hay gì đó. Còn nhà này bắn quay qua ngược xuôi gì nhà Đức đó, hai ba tầng nó làm được hết trơn. Thằng này giỏi chứ. Vậy là qua hết năm nay là ông Đúc được rồi đó ông Út ơi. Hết năm nay làm được rồi, cắt được rồi đó mà. Đó. Để coi tháng này là tháng 7 mình rồi. Tháng 6. Tháng 6. Tháng này mới tháng 6 mình à. Tháng 6 hả? Dạ. Tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 1 là còn có 5 tháng nữa hả? Dạ. 5 tháng nữa bắt đầu mình làm được rồi đó. Dạ. Bởi vì mình coi sơ sơ mình cũng biết sơ sơ. Dạ. Rồi nó thì giỏi hơn mình dữ lắm. Mà nó nhỏ tuổi hơn 10. Nó in là mới có 43, 44 gì à. Mà nó ở ngoài Trung á. Mà đi hết cả gia đình. Đi bên Pháp. Cả gia đình hết. Con biếu con Út hai cái mùng của chị ở Long Xuyên á. Vậy hả? Có mền nữa mà mền con cho hết rồi. Vậy thì trước nữa thì cảm ơn cháu dữ lắm nha. Nhưng mà sau nữa cảm ơn cái cô này. Nhưng mà cái ý của bác như thế này nè. Nếu như ai mà tặng quà cho bác hay tặng đồ hay cho tiền gì đó hen. Bác muốn biết tên người đó. Biết tên người đó đặng dày. Không có phải lên ấy gì hết trơn á. Nhưng mà bằng đêm á, bác ưa ngồi vài tiếng đồng hồ, 12 giờ, 1 giờ trong khoảng đó ha. Em
bác niệm Phật chứ không có gì. Yeah. Nhưng mà niệm Phật rồi bác hồi hướng cho những người bá gia bá tánh hết. Yeah. Trong hai tiếng này bác nguyện lương tâm là bác nghĩa là hồi hướng cho những người giàu có nghèo khổ gì cũng được hết. Yeah, trơn. Yeah, nhưng yeah. mà hồi hướng hết tất cả trên thế gian này. Yeah. Đặng mà trong hai tiếng, ngày đêm hai tiếng, ngày đêm hai tiếng, đặng cho cái nó quá giải được cái gì mà người ta giúp cho bác hay yeah. cái gì mà bác cần bác nhờ người ta yeah. thì cho bác gỡ cái đó cho nó bớt yeah, yeah, bớt yeah. ra phần nào yeah. chứ để mang nặng quá đó thì khi đi khó khăn lắm, sợ đi lạc đường yeah. đi thì Đức Thầy có nói, Đức Thầy gọi là hướng dẫn mình chỉ mình đi nẻo thẳng không à yeah. mà sợ mình nhận nhiều quá mà mình không có gì bù đắp lại, giờ mình nghèo đâu có gì bù đắp yeah. thì có cái tiếng niệm Phật mình yeah, yeah. đó, niệm Phật mình cái là hồi hướng lại cho những chúng sanh hết yeah. thì cái đó đặng gỡ ba cái này cho bớt yeah. đặng nữa mình đi đẻo thẳng yeah. sợ đi nẻo quanh nẻo quẹo là nó không có tới nửa yeah. đường đó sụp yeah. bẫy sụp hầm đó. Cái cô này không biết tên gì đây nè. Dạ bây giờ người ta giấu tên đó không Út? Hả? Người ta giấu tên như à, giấu tên hả? Dạ yeah. thôi bây giờ mình trong tâm mình thôi yeah. trong tâm mình là hồi hướng hết tất cả chúng sanh. Dạ dạ dạ. Trong hai tiếng hồ, bởi vì tâm bác có hứa vậy rồi từ hai ba chục năm nay. Dạ yeah. là bằng đêm, bởi vậy bây giờ bằng đêm nói nhau mà thức á thì bác thức giỏi. Yeah. Giỏi là như thế này tại nó quen yeah. nó làm như quen vậy. À, bà đầu hôm á ngủ một chút à mà tới 12 giờ nó thức ên đó, không ai kêu hết nhưng mà nó thức ên yeah. thức ên rồi ra rửa mặt rồi ha là vô ngồi niệm Phật tới có 1 giờ nó hay ên nó nữa yeah. 1 giờ rồi đó ha thì bắt đầu nó buồn ngủ lại hay là nó làm như là tê giò tê cẳng nó làm vậy đó yeah. thì biết 11 giờ khỏi cần có đồng hồ. Yeah. Đó, rồi cái thấy trong mình đó vậy mình không dám ngồi quá. Coi lại là đúng y như vậy, bây giờ y răng vậy hoài. Dạ, yeah, vậy hoài luôn. Ừ. Quen luôn ha. À, quen luôn. Dạ. Yeah. Bởi vậy bây giờ bác lại nhà ai bác ngủ á, như lại nhà con cháu ngủ á, bác cũng ngại lắm. Yeah. Ngại là gì vậy? Phát 12 giờ là giờ đó giờ người ta ngủ yên. Yeah. 12 giờ 1 giờ, lại 1 giờ ngủ yên lắm. Con cháu nó cũng ngủ yên, mình thức lụm cụm đi rửa mặt đường kia nó giật mình nó thức. Dạ. Yeah. Rồi nó không nói mình, ô cô bác tôi không có nói nhưng mà hơi phiền bụng. Ông nội này ông lợi ông phá giấc ngủ không, sáng mà ăn gì được. Mình nghĩ ơn nha. Dạ. Yeah. Chứ con cháu nó không dám nói mình vậy. Dạ dạ dạ, dễ vậy. Dám nói. Ủa, vậy là mày quay hả? Dạ. Mày quay mày không nói tao bận cái áo vô mày. Đâu có sao đâu ông ơi. Trời ơi, bận cái áo vô chứ. Vậy đây là mấy ông già, người ta điện lại tao, người ta nói sao mà ông Út hay chú Út đường kia. Còn ông, lực quá. Ông nói gì mà, ông ngồi trên ông ấy là, bộ ông khi dễ anh em tôi hả? Này con quay tình cờ thôi. Nhìn ông Út còn lực quá. Rồi một chút xíu nữa đó kể cho cháu 1-2 chuyện dạ nghe không? Dạ 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 cũng đăng chừng lên đi dạ yeah. Mần bên kia mần nhưng mà mình đăng bên đây là cho người ta coi chừng cho yeah. biết là cũng còn vậy đó dạ yeah, cũng có rất còn, nhiều người ngưỡng mộ Út kể chuyện dạ yeah. Cũng có còn lại thăm bác dạ yeah. vậy đó dạ yeah. Thôi bây giờ uống nước đi dạ dạ dạ.